Từ bé đến giờ, tôi đã thích thú với những chiếc máy ảnh. Chúng tôi là nhiếp ảnh gia. Có lẽ tôi được thừa hưởng niềm đam mê từ bố. Tôi thích việc lưu lại mọi thứ. Điều đó cứ như thể được gom gọn hết những thứ xung quanh vào trong chiếc máy ảnh của mình vậy. Đối với tôi mà nói, những bức ảnh đến với mình hết sức tình cờ. Tôi không trải chuốt hay cầu kỳ, mà luôn muốn tất cả đều tự nhiên nhất. Chiếc lá, tia nắng, những thứ thân thuộc hay những thứ lạ kỳ, hay là cậu ấy. Thật lạ, tôi không bao giờ chụp trộm được ai đó. Đó là nguyên tắc của tôi. Tôi không hề có ý định dừng lại. Tôi cứ muốn lưu lại cái khoảnh khắc này. Hình ảnh cậu ấy chăm chú vào những kinh nghiệm đó, ánh mắt say mê đó, cái vẻ nghiêm túc. Thật sự tôi không thể hiểu nổi sao nó có thể cuốn hút đến vậy. Bạn ơi, cho mình xin cả tờ kia nữa. Thank you.